Theo số liệu từ Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai, tính đến hết tháng 6 2024, toàn tỉnh có 11 trẻ tử vong do tai nạn thương tích, chủ yếu trong độ tuổi từ 5 đến 16 tuổi. Trong đó có 7 trẻ tử vong do đuối nước, 3 trẻ tử vong do tai nạn giao thông và 1 trẻ tử vong do té giếng khô. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh khuyến cáo, để phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em, các bậc phụ huynh cần loại bỏ những nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trong chính ngôi nhà của mình, như không để các sản phẩm hóa mỹ phẩm, ổ điện, dao kéo, nước nóng v.v. trong tầm tay trẻ em. Bên cạnh đó, cần dạy trẻ về sự nguy hiểm của lửa và những kỹ năng khi nấu nướng, sử dụng thiết bị điện. Chủ động cho trẻ học bơi, chủ động cho trẻ đi bơi nhằm hạn chế việc trẻ tìm đến ao hồ sông suối, đặc biệt là luôn sâu sát với trẻ. Ngoài việc dạy trẻ kỹ năng, cần đội nón bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, chỉ cho trẻ điều khiển phương tiện khi đủ tuổi và chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ v.v. Đặc biệt đối với trẻ dưới 5 tuổi, tuyệt đối không để trẻ rời khỏi tầm mắt của người lớn